Chiều ngày 24 tháng 4, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên xử sơ thẩm ông Trần Quý Thanh và hai con gái về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị phạt ông Trần Quý Thanh 9 đến 10 năm tù, Trần Uyên Phương 5 đến 6 năm tù và Trần Ngọc Bích 4 đến 5 năm tù cùng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo Viện Kiểm sát, bị cáo Trần Quý Thanh là người trực tiếp làm việc trao đổi với người vay tiền, môi giới rồi thông báo hai con là Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích nên phải chịu trách nhiệm chính. Chịu trách nhiệm tiếp theo là Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích. Các bị cáo đã che giấu việc vay tài sản bằng ký hợp đồng vốn góp, có biến động sang tên, chuyển nhượng, thậm chí khởi kiện tranh chấp ra tòa. Bị hại khi chuẩn bị đủ tiền thì bị cáo lấy lý do không trả lại tài sản. Tại phiên tòa, Viện Kiểm sát ghi nhận nhiều tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo Thanh và hai con gái như thành khẩn khai báo, tạo nhiều công ăn việc làm cho người lao động, góp phần cho kinh tế địa phương, có nhiều đóng góp trong phòng chống dịch COVID-19, có nhiều bằng khen. Bị cáo Thanh cùng hai con gái cũng thừa nhận nội dung như cáo trạng quy kết. Các bị cáo đã thông qua môi giới cho 4 bị hại vay tiền, yêu cầu các chủ tài sản và dự án ký hợp đồng chuyển nhượng tài sản cho mình. Sau đó, khi bị hại yêu cầu chuộc lại tài sản, các bị cáo không đồng ý. Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến năm 2020, thông qua một số người môi giới, ông Trần Quý Thanh và hai con đã cho một số doanh nghiệp cá nhân vay tiền. Bị cáo Thanh buộc phía vay tiền phải làm hợp đồng chuyển nhượng dự án cổ phần trong dự án bất động sản có giá trị thấp hơn rất nhiều lần so với giá trị thực tế của tài sản, và cha con bị cáo sẽ ký các cam kết bán lại tiền lãi vay hợp thức bằng biên nhận tiền đặt cọc mua lại dự án bất động sản, hứa hẹn thanh toán đầy đủ tiền gốc lãi sẽ trả lại tài sản. Theo chỉ đạo của ông Thanh, hai con gái là Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích đứng tên nhận chuyển nhượng tài sản. Tuy nhiên, sau đó cha con ông Thanh làm các thủ tục sang tên để nắm quyền kiểm soát tài sản của người vay. Khi bên vay thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc, tiền lãi theo thỏa thuận, thì cha con ông Trần Quý Thanh buộc chủ tài sản phải trả thêm tiền phạt. Khi các nạn nhân chuẩn bị đủ tiền theo yêu cầu, cha con ông Thanh vẫn không trả lại tài sản như đã hứa và chiếm đoạt tài sản với tổng giá trị hơn 1.048 tỷ đồng từ 4 nạn nhân, bao gồm 2 dự án và nhiều thửa đất.